Thưa quý khán giả, ngày hôm nay tình trạng nhiều mây, có sương mù kèm mưa nhỏ sẽ xuất hiện tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành Bắc Bộ. Nhiệt độ ngày tại khu vực này không biến đổi nhiều, phổ biến trong khoảng là từ 22 đến 25 độ. Cùng với đó là độ ẩm trong không khí ở mức khá cao nên sẽ xảy ra hiện tượng nồm ẩm. Hiện tượng này khiến mọi người dễ nhiễm bệnh, nhất là người già và trẻ nhỏ. Vì vậy, cần giữ gìn vệ sinh nhà cửa thông thoáng, sạch sẽ, hạn chế mở cửa trong những ngày trời nồm, tăng cường khả năng đề kháng cho cơ thể bằng việc ăn uống khoa học, hợp lý với đầy đủ chất dinh dưỡng. Với các tỉnh miền Trung, sương mù cũng xuất hiện tại khu vực Bắc Trung Bộ, còn các nơi khác không mưa, ngày có nắng. Nhiệt độ tại các tỉnh ở phía Bắc đèo Hải Vân phổ biến là từ 24 đến 26 độ và các tỉnh ở phía Nam đèo là từ 27 đến 30 độ. Trở vào với khu vực Nam Bộ, tình trạng nắng nóng sẽ quay trở lại các tỉnh miền Đông Nam Bộ trong ngày hôm nay với nhiệt độ cao nhất lên đến trên 35 độ. Còn các tỉnh ở miền Tây, nhiệt độ dao động là từ 33 đến 34 độ. Ở trên biển, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa đều có thời tiết tốt, ngày nắng ráo. Gió Đông Bắc tại Hoàng Sa và Trường Sa cùng hoạt động với cường độ là cấp 4, cấp 5, tình trạng biển bình thường. Và phần cuối sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các tỉnh và thành phố trên cả nước trong ngày hôm nay.